Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Ryoma và mình sẽ trang bị cho nó đi rừng. Ở đây cái trang bị này không phải đây, trang bị thứ ba nha mọi người. Đó, mọi người thấy ra chưa? Đó, trang bị thứ ba nha. Ok, mình sẽ đi quấn luôn. Bên kia là vị tướng Butterfly à? Ái chà, em gái mưa đấy, kinh khí gớm ha. Này thì chơi này, vị tướng Ryoma là vị tướng hiện tại vẫn đang nằm trong kho báu nha mọi người. Tại vì sao mà nó hiện tại vẫn đang nằm trong kho báu, mặc dù Omen đã vào trong kho báu rồi, nhưng mà Ryoma lại vẫn chưa có thể nói là chưa có được rời kho báu. Ê, cái vấn đề này á, có lẽ là do tất cả mọi người thôi. Thì tất cả mọi người đều hóng mong chờ nó ra khỏi kho báu. Thì đấy, càng mong chờ nó ra cả kho báu thì Rana họ sẽ không bao giờ cho nó ra khỏi kho báu. Đấy, đơn giản như thế thôi, rất là dễ hiểu. Tại vì sao? Tại vì cái con này vẫn đang có một cái sức hút rất là lớn của mọi người. Đấy, trong các diễn đàn Facebook hay là những clip của nhiều YouTuber liên quân cứ nói là mong chờ nó ra, nhưng mà nó sẽ không ra đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì nó quá hot. Đấy, cứ mỗi clip nói về Ryoma ra khỏi kho báu là rất nhiều người xem, rất là nhiều người đánh giá. Trời ơi, mong con này nhanh ra, mong con nhà anh ra. Và Garena họ biết được điều đấy. Họ biết là con tướng này vẫn đang rất là cực kỳ hot, đâm ra họ sẽ không thả ra nữa. Ok. Đấy, còn thả ra hay không bây giờ tất cả vì thuộc vào mọi người thôi. Này thì chơi này. Mình thì chơi này, bạn đã tính lôi kéo à? Lôi kéo bùa người ta hả? À, vớ vẩn. Bộc phá luôn. Kinh thế. Sao bạn lại kinh thế chứ nhỉ? Này thì a đủ mạnh dữ. Mạnh dữ, bạn quá dữ luôn rồi. Thôi mình đi ai con rơi vậy. Biết làm sao bây giờ? Mới cấp 3 chưa lên được cấp 4 nữa. Thì vị tướng Ryoma này thì mình cũng chả biết khi nào thì nó ra khỏi kho báu nữa, nhưng mà theo mình đoán thì chắc cũng tùy theo mọi người thôi. Đấy, các bạn cứ chê nó nhiều vào thì khả năng nó ra sẽ sớm, cũng như là càng khen nó càng nhiều vào thì đừng có mong nó ra. Ok, đơn giản thì thôi, đơn giản thì đang dở thì thôi. Ví dụ như mình này, mình khen nó ôi trời hay quá, Ryoma hay quá, chẳng phát chết hai người đấy, cuối cùng không chết ai hết. Rồi hỏi ôi Ryoma Sida quá, cu bắp quá rồi xong. Mà lúc chết nhắc luôn. Chọc như vậy không chết hai người đấy. Không biết là mình khen hay mình chê vậy. Mình chả biết nữa. Kệ cái đại nó đi. Cứ từ từ tới đâu tính tới đấy. Thì mình thấy nhiều bạn cứ mù à, sợ mù đâu mà mù. Nó đứng một bầy như thế làm sao mà mình tới đó mình đánh được. Sao mà mù được. Rồi bạn nói thế quá đáng. Mình với cả mít quá. Bạn phải thấy mình muốn đi ra lắm chứ, nhưng mà tên bên kia nó cản đường rồi. Mít với cả gờ đây nó cản đường bên này rồi. Mình mà tới một cái là chết chùm ba người ở đấy luôn ấy. Rồi đi farm cái đã, kệ tới đâu tới đây ha. Mình là mình thích đi farm hơn, tại vì lúc đầu nó hơi yếu một chút đó mà. Mình trang bị như vậy là hơi bị trâu ấy. Trâu mà đam thật kỳ bự luôn á, bự chả bá lửa luôn á. Con này thì có lẽ cái sự là hại nó đến từ cái bộ kỹ năng của nó giảm thời gian hồi chiều rất là nhanh. Nó thuộc dạng giảm thời gian hồi chiêu giống thuộc dạng cái con tướng Zephy, Zephyr gì đây. Chục cuối hồi rất là nhanh, như là sau này có 6 giây hay là 7 giây gì mà. Rất là nhanh luôn. Nữa hả? Ôi ôi, kéo hụt rồi em ơi. Gì vậy, cái gì vậy? Thế mình quay ra mình đập luôn ấy, thề luôn ấy. Rồi xong, úi xa ơi, hút này thì hút này, á đù, hút này. Chà, tốc biến à. Biến thì về đi nha. Lời người láo ngáo ở đây là mình quăng chiêu 1 quánh nội tại phát chiêu 2 cái là em đi xa quá luôn á. Này thì không về này, cho bạn. Ủa, nói vừa mới nói xong đã bảo rồi đi về đi. Còn cứ đứng đây. Con này tay nó rơi dài một chút, tại vì cái nội tại của nó dài dài quá dài luôn. Còn chiêu 2 của nó thì cũng xa là quá xa luôn. Vâng, dài thì quá dài và xa là quá xa luôn. Thế biết làm sao bây giờ. Ryoma được cái chiêu 2 rồi. Hay thế chứ, làm choáng này nọ đủ kiểu luôn. Ấy chà chà, Zephy, hello, Moto. Này chị Moto này. Ô bạn chơi mình luôn á. Thế là sai lầm lớn rồi. Thiệt luôn, nó một sự sai lầm rất lớn. Nếu mà bạn ấy chạy đi thì cũng may sống sót. Nhưng mà chơi lại với cả Ryoma thì hai cái chiêu cuối của con này với cả chiêu 2 của bạn ấy không đủ để mà, không đủ để sức để mà bạn ấy chống cự được. Thiệt. Với số lượng máu của mình nó còn dồi dào hơn bạn ấy một tẹo nữa cơ. Đó, lấy cái trụ luôn. Ôi giời ơi, được cái trụ sướng nha. Tại mình giết được 2 chứ không hỗ trợ quá trời dữ luôn rồi. Hai bạn. Xe, come on.
có bùi xanh, có bùi xanh, butterfly bạn ấy không ăn bùi xanh đâu, nhưng mà mình cần bùi xanh ấy. Tại sao? Giảm thời gian hồi chiêu, nhưng mà thôi nhường bạn. Tưởng không có ai mình ăn chứ có bạn mà gan ga, thôi nhường bạn đấy chứ. Mình là con người đồng đội mà, con người có tính đồng đội mà. Ui giờ lại muốn đánh nhau à? Lại đánh nhau này. Ui dồi ôi, ba mạng ngọt sơn. Còn gì nữa đâu, mình chạy đường nào, ta chạy nào, chạy đường nào. Ui ôi, giống như mình chọc, à mọi người biết đi chọc chọc con ếch không? Ui dồi ôi, chọc phát chết luôn đi. Choáng rồi đó, choáng rồi đó, choáng rồi đó, hãy xem mình đây. Ui, thế mà không làm gì được nó nhỉ, tao biến đi chứ. Không tốc biến đi là chết mèo của tỏi ngay. Ôi, đẹp lại mình kia quê quá. Bạn ấy tốc biến đi, bạn ấy chạy sát tường là sống rồi. Đây bạn tốc biến mà còn chạy long nhong. Nó quánh cho chết là phải rồi. Tội ghê chứ. Này, chơi này, chơi này. Ai chà chà, bạn ấy đánh mình luôn. Thật luôn chứ, butterfly vào đấy. Nếu đánh mình luôn thì cũng chết mà. Bạn chạy về thì cũng chết, tại vì con butterfly nó không có chiêu gì chạy hết trơn đấy, nó chỉ có chiêu cuối cả này bật tới thôi. Nhưng mà bật tới, bật tới quái được chứ bật tới người thì cũng khác gì đâu. Rồi thương long nha, thương long nha, thương long nè. Ui trời ơi, đông quá, chém này. Adu. Này thì chết này, thôi từ từ mình đã, mình đi mình ăn được con rơi cái đã ha. Được rồi, cứ bình tĩnh nha. Thắng làm cái gì, cứ bình tĩnh, quách tỉnh ấy. Phải hết sức bình tĩnh thôi. Đi farm tí lấy ít đồ nào, căng quá. Tay mình xanh rồi, tay mình rổ rồi, mình gánh cho như thế luôn. 4 chết không hỗ trợ 5 mạng luôn. Xanh lè mát ra chứ. Rồi xong. Rồi này thì xác định mở gan ga không còn đường về nữa rồi nhá. Chia buồn cùng bạn. Nhưng mà tớ cũng biết nó làm sao luôn, mặc dù tớ rất là thích cậu. Nhưng mà đây có một mạng dành cho mình rồi đấy nè. Có chuối ăn. Trời, sao bạn ăn thế? Sao ăn của tớ vậy? Mạng đấy tớ ăn được mà. Ui, thôi kệ, không sao, ai ăn cũng được đúng không? Ai ăn mà chẳng được. Quan trọng làm gì. Ủa, nhảy mà gọi là lộn 3-4 vòng, bức tường nó ngăn cản, không thể lộn qua được. Đẻo thế chứ. Không nhận, cái bức tường nó đẻo, quá đẻo luôn. Ai chà chà, hãy xem ta đây, xèo, ô dê, khờ mòn, man, đừng, sao lại lôi nhau thế, ôi, nhưng mà lúc bạn rớt gọi là muộn quá, bạn rớt sớm tí nữa là, muộn tí nữa là ngon rồi, sớm tí nữa là cái con Crack nó không ulti được mình rồi, nhưng mà không sao, mình vẫn sống, và mình vẫn giết người, còn giết được 6 mạng luôn rồi, giết người như ngoé luôn ấy, xem không biết là được triple kill rồi đấy. Đấy mọi người, thường thường thì Ryoma họ thường đi được kinh công cơ, nhưng mà trận này mình thích đi rừng. Thấy nhiều bạn cứ kêu làm clip Ryoma đi anh ơi. Ủa dồi, mình chơi con này gà lắm. Mình chơi con này không hay đâu. Tại vì sao, mình đánh gà, mình ít chơi đâu ra mình đánh gà thôi. Chứ mình đánh nhiều thì nó cũng hay như bình thường ấy. Bây giờ có gì đâu mà căng. Ái này chả. Chiêu cuối con này mọi người cứ để im nha, nó chọc tiếp. Còn nếu mà đang mới chọc mà mình đi cái là nó giảm thời gian chiêu cuối ngay. Đó, ôi ta căn hết rồi. Ta căn tính toán từng tí một cơ mà. Phải rằng vừa đâu ha. Anh kinh công không mấy anh trai đẹp trai, mấy cô nàng đẹp gái. Cấp 14, 3-4 người vào tụ tập kinh công mà quánh sắp mặt nó được rồi đấy. Từ, gấp gáp gì. Theo nó đang kéo tới thì ăn kinh công không được đâu. Theo nó nè, đấy nè, đánh nhau. Húp nhau. Chán quá, nó trốn đi đâu mất tiêu rồi. Mà gan ga bạn cứ bút cho mình hoài vậy. Nói chung là mình đi đâu là tem mình đi theo đấy. Nếu như mình là người đầu đàn ấy. Chà. Từ trái trúc quá lên là mình đẩy trụ. Tem bên kia đi đâu hết trơn luôn. Trụ mất đến nhà rồi, chả thèm ra hết trơn. À, nó bị ở bên đường trên. Nó ở bên đường trên. À chà chà, làm trò gì đấy bạn? Làm trò gì đấy hả? Ôi, làm gì đây? Adu mày dư. Kêu. Ôi dồi ôi, đừng căng thế nhở. Tức tê miên ơi, thế vậy? Chủ nó bắn cho loi phèo qua đấy, cay. Mình đi giày hộ vệ thế này. Ta giày kiên cường là mình sống rồi.
đang cái lúc cấp cuối cùng này ở trên thế này thì mắt mở VIP đau, gọi là người ta gọi là mắt mở VIP mà lòng cay cay cay. Nó 6-1 chết 3 rồi. Không sao, mình hơi chạy nhiều hơn. Mày là giết chết rồi. Chết một mạng ấy. Mình mà không chết là mà VIP chắc rồi. Dừng chết mạng này hơi căng. Nhưng mình hỗ trợ nhiều mà. Ủi sở 12 mạng cơ mà. Bạn ấy làm gì đuối sức. Ủi xe. Chẳng phát đấy, chiêu 2 còn hụt nữa. Ôi, chơi gà thế thôi. Mấy bạn thấy mình đánh nào? Có gà lắm không? Đấy thì cũng như là mình đã nói về vị tướng Rio Ma rồi. Mọi người đừng có hóng con này ra khỏi kho báu nữa. Đấy, đừng có hóng. No. Nếu mà mấy bạn càng khen nó, càng khen nhá, có khi nó còn ở lâu hơn Omen nữa cơ. Đấy, tại vì người ta, nhà phát hành họ biết cái con nào mà người ta còn hóng. Đáng nghe Omen chưa chắc cái đợt vừa rồi là vào kho báu đâu. Mấy bạn hóng quá, ôi dợ ơi Omen thế này thế kia, khen nó quá trời khen luôn. Và cái kết thì nó nằm trong kho báu luôn đấy. Đừng có khen nhiều. Ok, đơn giản thế thôi. Bye bye tất cả mọi người nha. Mình xin dừng clip đây thôi. Úi dồi ôi, xem ai được MVP nào. Mọi người thấy mình nói đúng không? Có ý kiến gì nhớ comment bên dưới video clip này nha, để cho mình xem với. Ok, bye bye tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người vui vẻ. Xin xem mình dưới clip nha.